Ủa em là bạn trai của Tú em. Dạ. À, thì anh cũng nghe mẹ nuôi nó của Cẩm Tú nói á. Dạ. Thì ngày hôm nay em mua xuống em mua xe đạp cho em Tú đúng không? Dạ cái đó là mấy nuôi gửi. Mấy nuôi gửi hả? Dạ. À, em ở đâu lận? Em ở Cần Thơ. Em ở Cần Thơ, em ở chỗ nào Cần Thơ? À, em ở ngay xu huyết ngay tỉnh đó. À xu huyết ngay tỉnh, thành phố Cần Thơ luôn ha em. Dạ. À, bây giờ anh mời em vô trong mát mát hay xíu anh hỏi em vài câu ha. Thôi con nói lại con nghe con. Đi ngang vô động á nó gờ ké vô nó ngủ vô nước gì quyên. Ở đâu? Vô nhà đó một quấy đó trong nhà. Cái đêm chôn rồi bữa sau sáng bữa sau lại á. Mấy giờ? Mấy giờ cô qua? Đã nói ngủ đi thấy đi ngang vậy đó. À, đấy là vô ngủ con nằm mơ con thấy không? Là kêu cô vô ngủ nước. Vô nước. À, lúc đó cô ngủ cô giúp mình. Anh là bán cho trường. Trường lấy lên đi chợ về. Là sáng bữa sau lại là cái ấy đó, cái con mã đó. À vậy là cô thấy nha, vậy là nhà cô sát bên đó cô. Đây nè, nhà đây nè, anh bị lâu lâu cũng ra đây chơi hoài hà. À vậy là Cẩm Tú có hay ra nhà cô chơi đó. Đúng không? Là có thấy là cô làm mơ là thấy Cẩm Tú ngủ uống nước ha. Uống nước, nó kêu cô Quyên uống nước nè. Dạ. Rồi cái mình thấy là tới có một phút đó vậy thôi cô. Thấy có nhiêu đó là giật mình vậy rồi. Như hồi lúc trước rồi Cẩm Tú lúc mà còn sống là cô nói chuyện Cẩm Tú nhiều. Nói thường nó lo lỡ nó cũng ra đây chơi hoài quỷ rồi chứ không có. Dạ. Ra cũng một cái học đạo nó đi ngồi chơi. Đợi tôi tìm cái ghét rồi chú. Dạ. Cô đó cũng thương nhau đó. Dạ. Thì nhà cô sáng bên đây Cẩm Tú có hay vô nhà cô chơi không? Thì bữa đó bị bệnh đó là ẩm từ trong đó đó ẩm ra lên xe luôn đó. Dạ. Đưa lên xe đó mình mấy thì lạnh ngắt mình ơi thấy tội nghiệp đó. Dạ. Nào nào cái gì? Cứ lóng là chờ chết. Tăng lên chờ đừng có giỡn mặt. Vậy là cô là cô chính cô thấy trước. Ẩm luôn, ẩm với chúng đó là từ cổ mí này nè, ẩm lên xe đưa lên xe. Dạ. Cô là người ẩm Cẩm Tú luôn. Ờ, ẩm Cẩm Tú lên xe. Ba cái đồ đó. Lại là con ngày chở. Cô vô nhà uống nước hả? Vô nhà uống nước mời cô uống nước nè. Trời ơi, vậy là bữa cô có đi đốt nhang cho Tú chưa? Không là có vô đâu. Chưa vô hả? Chưa. Cô có sợ không? Nói nghe nè, nói ra tôi cũng sinh nhật rồi tới mặt không đốt nhang nó vô. Không, không sợ nó thiệt. Như bữa cái ấy là về chị trải ra cho cô chứ đâu có đâu, không có sợ. Mấy người kia sợ chứ nó không sợ. Tại giữ hai với hai đứa cho ngoại. Mẹ đứa cho ngoại tính lên trển. Nói chung là mình mắc giữ cháu mình chưa có thời gian mình vô thăm ha. Đi vô. Dạ. Thì bữa giờ cô có vô nhà đốt nhang chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Chưa. Bữa nào có ai giữ mấy đứa này thì chạy vô bị hụt cái đường nó không dẫn nít vô. Con nó làm cặp đi. Cái đường đó là xưa ghê lắm. Dạ ba đi. Đất nó linh dữ lắm, nó vô. Đồ đất đó linh luôn hả? Đất không có trời nít vô á. Ý là giờ cô kể lại sao cô biết cái đất đó linh thì con. Trời thôi đó giờ gốc rác ở đây mà. Là cái đất đó là nó có cái biểu hiện gì cô biết không? Có mấy ông bà nào đó kiểu mà cũng làm trâu làm đồ đó. Dạ. Mà có người cũng làm thầy rồi xây qua hết, làm thầy chết rồi cái xây qua. Mà có cái ông đó cũng về ở nhà cũng làm bò, làm trâu. Dạ. Rồi sao là con năm có mới về sao rồi có ở sau này. Dạ. Cũng đất ông bà không à. Dạ. Thì con nghe nói lúc trước đất của nội con Cẩm Tú đang ở giờ là không ai dám vô đúng không? Không ai dám vô hết trơn, là cậu năm có đi rồi là không có ai dám vô đường đó hết trơn á. Ủa sao kỳ vậy cô? Kiểu mà nó linh á, ông bà đó. Cũng mấy đó thì... Nói chung là sớm này ai cũng sợ hết con. Nói chung ra là ai cũng sợ, tối là không ai dám qua đó hết. Hồi giờ có cậu năm về tới giờ cũng có người tới luôn đó, chứ dạ. Không có. Dạ. Đi rồi là dám hắt hả? Ủa sao mà có miếng đất chút xíu vậy mà thấy ai cũng sợ chứ không? Bị đất ông thầy ông bà đó làm thầy rồi sao cũng mới làm bò làm trâu làm đồ. Dạ. Bây giờ mới vậy đó. Tú bây giờ mất rồi thì tùy cái dự tính để con Tú ở nhà hay đem vô chùa rồi. Thì cô tính để nhà. Đem để nhà không à? Cô bà Út nó nói đem vô chùa. Từ cách tính là 21 ngày cho nó đem vô. 21 ngày đem vô chùa không? Không? Dạ. Ép lên tiếng cận. Bây giờ thấy nó cũng được quá rồi, đem vô thấy. Ấm lên ăn thuốc tinh té lạ. Ủa đem xóm với nội không lẽ khi nó gấp đám giỗ gấp năm này kia đem đi hay là 21 ngày mình đem đi rồi. À. Chứ không để gấp năm hả nội? À, chứ không để tới đám giỗ hả? 21 ngày hoặc 49 ngày. Thấy nó lớn rồi là muốn gửi. Dạ. Bà Phượng mới gửi vô chùa nó phải như nó mới dài tuổi á thì gửi chùa còn nó lớn biết rồi.
Bà Tú thường thường ở nhà mỗi ngày là giặt đồ thường không nội? Giặt đồ ông nội thường không? Nó còn sống á. À. Rồi cứ làm mơ thấy bà Tú về giặt đồ. Sáng ngày tôi mới lúc tủ ra thì thấy còn sót lại một bộ đồ. Bộ đồ. À. Lấy lại đốt chung thời gian cúng sinh nhật cho nó luôn á lại. Má nuôi của ông Tâm Tú coi xong mới nhắn tin. Em nghĩ từ mấy chiều mới cúng. Sáng giờ bận con Nguyệt. Nó chạy lên đây nè. Chạy cũng hụt hơi luôn. Rồi sinh nhật ta cũng nhất chiều. Bé ở đâu là? Thằng gì đó đâu? Thơ chạy qua đây hả? Bao xe không đau em qua 700 ngàn. Trời ơi 700 ngàn ba đi từ Cần Thơ qua đây. Thì cũng như bà má nuôi nó gửi tiền về mua xe đạp điện với mua bánh kem mà mua đồ nấu làm sinh nhật cho nó mà thấy thằng kia bao xe bánh vậy thôi mua xe đạp điện còn như thằng kia ôm làm là sinh nhật bánh kem đi mua tiền cho tiền nó đi qua xe ôm nó không có tiền cho mình cũng tuần nghèo gì vậy là cúng rồi hả cúng hồi mấy giờ chị mà cúng hồi mấy giờ không ạ cúng hồi 3 giờ rồi nãy Tú có về ăn không? Có biết rồi. Đây ngày sinh của nó phải về nó ăn chứ. Có thấy động tĩnh gì không? Có thấy động tĩnh gì để cho mình thấy. Ủa em là bạn trai của Tú em. Dạ. À, thì anh cũng nghe mẹ nuôi nó của Cẩm Tú nói dạ. Á. Thì ngày hôm nay em mua xuống em mua xe đạp cho em Tú đúng không? Dạ cái đó mấy nuôi gửi. Mấy nuôi gửi hả? Dạ. À, em ở đâu lận? Em ở Cần Thơ. Em ở Cần Thơ, em ở chỗ nào Cần Thơ? À, em ở ngay Xu Huyết ngay tỉnh đó. À Xu Huyết ngay tỉnh, thành phố Cần Thơ luôn ha em. Dạ. À, bây giờ anh mời em vô trong mát mát hay xíu anh hỏi em vài câu ha. À, rồi em cầm cái này. Thì cho anh hỏi em vài câu ha. Dạ. Như em ở Cần Thơ á, rồi ngày hôm nay em xuống em đi bằng gì xuống? Em đi xe xuống. Xe đò xuống hay sao? Không, đi xe ôm xuống. Xe ôm xuống hả? Dạ. Thì trong cái lúc mà trước em với Cẩm Tú là quen nhau là sao quen được em? Thôi lâu quen lâu chưa em? Dạ cũng được năm mấy. Năm mấy hả? Dạ. Vô tình là mình quen ở trên mạng hay sao? Dạ. Quen trên mạng. Rồi lúc em quen em biết Cẩm Tú là mình đang mắc bệnh gì không? Dạ em biết. À biết luôn hả? Thì tại vì anh cũng nghe mọi người nói là em còn bé Tú cũng có bạn trai. Dạ. Nhưng mà bữa trên chú lúc đám xuống anh chỉ thấy em, anh cũng không biết em là bạn trai của Tú. Thì ngày hôm nay mẹ nuôi của Tú á là nói với anh thì anh cứ dạ. nghĩ chắc là em. Rồi ngày hôm nay anh xuống gặp em rồi thì sao? Dạ. Thì em là từ ở bên Cần Thơ lần hả? Dạ. Vậy là cái bữa mà đám em có xuống em ở đây mấy ngày đúng không? Dạ. Rồi từ bữa mà bé Tú mất tới giờ á là mình có thấy em nó sao không em? Dạ còn em cũng ít thấy nữa. Ít thấy hả? Dạ. Nhưng mà mình có thấy không? Trong giấc mơ mình có thấy em về báo mộng hay sao không? Lại bên đó em thì giống như bên đó thì thờ quá thì em cũng ít thấy nữa. Cái kiểu ở bên đây thì em còn có. Bên đây em có thấy hả? Dạ. Em thấy sao em? Giống như em mơ thôi mà em cũng thấy rõ. Dạ vậy thôi hả? Là em thấy cái trong giấc mơ đó anh thấy mờ mờ hả? Dạ. Anh thấy sao em kể lại cho anh nghe với. Em không biết kể sao nữa. Em cứ kể đi, em nhớ cái khúc nào em kể khúc đó. Em có kể rồi. Có kể hả? Dạ. Thì ngày hôm nay sinh nhật của bé Tú. Dạ. Thì em đã mua xe đạp xuống thì mẹ nuôi có gửi về cho em mua xuống đúng không? Dạ. Thì mua xuống đang cho em thừa đi học.
Thì hiện tại bây giờ anh hỏi thiệt nha, thì từ cái lúc trước em quen với Tú á, em có quen bạn gái khác không? Em quen thì lúc đó em đi làm ngoài Vũng Tàu, em quen cũng được năm mấy rồi em mới chia tay, là từ lúc 2018 em về, là đúng 2 năm em mới quen lại. À, là quen lại bé Tú hả? Dạ. Thì trong cái quá trình quen vậy em biết bé Tú bệnh hả? Dạ. À, thì lúc đó em thương bé Tú, thương rồi em có nghĩ đến cái hoàn cảnh đó bây giờ không? Em có suy nghĩ không? Dạ cũng có. Thì trong trời đó thì chắc bé Tú là người, em là người bé Tú gửi gắm nhiều tình cảm nhiều nhất đúng không? Dạ. Thì tại vì anh cũng nghe vòng vòng ở sớm đây, dạ, hiểu như là cũng ai cũng biết em hết đúng không? Dạ. Thì những cái lúc em xuống em thăm bé Tú này kia nọ thì hình như ai cũng biết em. Dạ. Thì ngày hôm nay anh mới gặp được em thì anh mới hỏi tình hỏi thăm em thôi. Thì dạ, gia đình mình ở trên đó hiện tại công việc của em đang làm cái gì em? Em cũng như là mua vệ, nhằm khi em vô công ty em làm thì giờ em giống như là em tại em cái thích gì em bảo vệ thì em thích nói chuyện, dần thời gian nói chuyện, thời gian quan tâm riêng. Còn công ty thì mình tăng ca nhiều quá thì mình khó quan tâm này nọ. Tại em là bảo vệ, dễ quan tâm. Bảo vệ. Dạ. Hiện tại bây giờ công việc của em vẫn bảo vệ? Dạ em về quê rồi, tại mùa dịch đây này em về quê rồi. Dạ. Ba mẹ em bên đó là hiện tại làm công ba việc? Ba mẹ em cũng ly dị, mẹ em ở Sài Gòn, ba em có việc khác. À vậy hả, trời ơi. Hiện tại giờ em ở với ai? Em ở với nội em à. Em ở với nội luôn hả? Dạ nội em nuôi từ lúc hay nhỏ, từ 2 tuổi tới giờ. À thì giống như hoàn cảnh của em giống Cẩm Tú. Dạ. Nên hai đứa mới đồng cảnh với nhau. Rồi ok, rồi dạ, giờ anh cũng xin cảm ơn em nha. Dạ dạ dạ. Rồi anh chúc em tất cả nha em nha. Dạ. Rồi. Dạ. Anh cảm ơn em nhiều lắm nha. Rồi. Thì hiện tại giờ là cả nhà đang cúng cho em Tú nha quý cô chú anh chị. À, đây là quần áo của em. À. Trời ơi, tắt rồi, cái đó là nó vậy mà. Tắt rồi. Nó mới cháy một bên nó tắt rồi. Nó cháy nửa bên vậy thôi, cho bé Tú thổi vậy đó. Trứng rồi. Không vậy đó thổi đó. Đây là xe ngày hôm nay bạn trai của Cẩm Tú đã mẹ nuôi để gửi gắm đã mua tới cho em Thừa để cho em Thừa có thể đi học được đó. Thì cái quà này á, thì trường cũng được mẹ nuôi của Cẩm Tú kể lại đó quý cô chú anh chị. Thì lúc trước á, là cô có một lời hứa sẽ mua một chiếc xe đạp điện cho Cẩm Tú. Thì nhưng mà cô chưa có kịp để gửi về để cái phần quà này về cho Cẩm Tú thì không ngờ Cẩm Tú đã ra đi đó quý cô chú anh chị. Thì tới ngày hôm nay thì cô có nói chung là mùa dịch nè, cô cũng bận bịu quá đó. Thì ngày hôm nay cô mới gửi về, nhưng mà trong bây giờ thì Cẩm Tú đã mất rồi. Thì ngày sinh nhật ngày hôm nay á thì cô cũng đã mua hoàn thành tâm nguyện của Cẩm Tú là mua một chiếc xe đạp và có một làm bữa cơm để cúng lên cho em, là cho ngoài giống như là một lời hứa của cô đã hoàn thành một lời hứa. Thì bây giờ đó là quần áo còn thiếu. Ủa còn đồ nhiều không nội, mà sao thấy còn mới có ít quá vậy nội? Cái đồ còn sót có nhiêu đó hả nội? À, còn sót nhiêu đó mà bữa em về em đòi là hiện về là nói nội là lấy đồ đi giặt đó hả? À. Rồi còn sót nhiêu đó mà hiện về luôn hả nội? Rồi bữa nay rồi cúng rồi mình có cúng trong nhà không nội? Không có sinh nhật của nó thôi. À, làm sinh nhật thôi ha. Thấy cái mâm không? Thì từ cái bữa mà nội kể con câu chuyện đó tới nay nội có thấy gì nữa không nội? Không. Chưa thấy hết rồi. Chưa. Dạ. Để coi như sinh nhật này con nó có gì không biết. Dạ. Thì bữa ngày qua con có live stream lên, con cũng có nói đến với lời quý cô chú anh chị.